Đồ Gỗ Thánh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2017. Thánh Luân trân trọng giới thiệu quý vị chiếc kệ TV bằng gỗ hương đỏ của Lào, hàng VIP được Đồ Gỗ Thánh Luân là Thánh Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một anh khách hàng ở thành phố Vinh. Và anh cũng đặt hàng Đồ Gỗ Thánh Luân chúng tôi là tương đối là lâu rồi. Bởi vì làm các cái kệ này nó mất rất nhiều thời gian nên là thành thật xin lỗi anh và gia đình. Làm nhỡ hàng của anh cũng tương đối là lâu. Ngày hôm nay chúng tôi là hoàn thiện xong phần mộc và chúng tôi quay đoạn video clip bởi vì anh ở xa không về xem mộc được, và hôm đầu tiên anh đã đến Đồ Gỗ Thánh Luân chúng tôi để đặt hàng. Ngày hôm nay chúng tôi xong mộc tôi quay lên để cho gia đình anh thấy được. Chiếc kệ này thì tôi đã hoàn thiện không gợn giấy ráp sạch sẽ rồi và bây giờ chỉ cho vào xưởng phun PU, sau đó là bàn giao được cho gia đình anh chị ở thành phố Vinh. Đây quý vị đang thấy trên màn hình đây là chiếc kệ TV gỗ hương đỏ của Lào, hàng VIP. Và phía trên đây là một pho tượng ông Phúc đồng con nhiều cháu gồm có 5 đồng tử, hàng VIP đẳng cấp và gỗ đá Nam Phi. Chiếc kệ này có kích thước 2m4 và là chúng tôi làm theo cái thông số của gia đình đưa ra là chiều cao này. Cao này là 96 phân. Hai bờ bên là cao 96 và bờ giữa là cao 88. Đây là chiếc kệ rất to và cánh mà chúng tôi làm rất to và toàn bộ là cánh dày được cụt chạm thủ công bằng tay và rất kỹ lưỡng và tinh xảo. Quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp đến chúng tôi để sở hữu chiếc tủ kệ TV đẳng cấp này. Toàn bộ cánh được tay và chân được bông hoa hồng. Hàng này là rất to và cái cánh bốn cánh này rất to, như là ba ngăn kéo rất đẹp. Sự là lúc này chúng tôi cũng đang rất chi là bận rộn, chúng tôi là phải chuẩn bị cho rất nhiều các việc cuối năm, cho nên là chúng tôi chỉ quay sơ qua một chút để anh khách hàng ở thành phố Vinh thấy được và mong anh thông cảm. Đây đường nét được chạm rất chi là tinh xảo, đục tứ quý tùng cúc trúc mai và ở giữa này như theo yêu cầu của anh là ngăn kéo, chúng tôi làm ba ngăn kéo. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay tại cơ sở một của Đồ Gỗ Thánh Luân nằm tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Số điện thoại của Thánh Luân là 0967110389 0972 770888. Thánh Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Thánh Luân xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.